Đi, mình theo cruise mà. Đang ở San Francisco đây. Đang ở tiệm điểm sắm. Cái này là 20 đồng 78 sen cho cả gia đình ăn. Điểm sắm này. Cái này là bánh ướt, cái này là nếp nếp thịt gà, lạc xưởng, gói lá sen. Cái này chân gà, một hộp bự chảng luôn. Cái này ba cái là 2 đồng 20 sen. Xíu mại, há cảo như lại bánh dumpling. Còn kia là lòng bò. Rồi. Giờ ăn. Chút nữa đi tới bờ biển quay tiếp. Ghe chợ mùa khoai lang. Chợ giàu ở chợ sớm của thành phố San Francisco. Ở đây thì là vùng nước không à, trồng đất thì rất là mắc, cho nên đồ ăn những cái trái cây như vậy là nhập từ nơi khác đến, đa phần không ai trồng được đâu. Mà như sáng nào cũng tấp nập người, cả gừng người. Bên trái bên phải gì cũng đầy, xe cộ thì chạy gầm gầm gầm. Nhưng mà có một điều rất là vui là sáng nào người ta gặp nhau cũng gọi chào nhau hết tiếng tàu không? Đầu số chật chội lắm, đậu xe loạn xạ hết, người ta mua từ người ta đi vô trong đó người ta tự trả tiền. Chôm chôm đồng chinh chinh, đu đủ 89 sen một phao, cam sành 99 sen một phao. Ủa chù cá, cá biển này thôi, ngon quá cháy luôn, tươi không. Sao mình hết, kiên soát, tôm 89 sen một phao, quá ngon luôn. Anchovy. Mình bán mắc lắm. Nhưng mà tôm dưới kia bự hơn. Nhưng mà nó trọng hơn miếng luôn, không biết. Có đồng bố sai cái cá mú. Cá mú biển. Ngon vô cùng luôn. Đây là cá sao mình. Ủa, nguyên con cá sturgeon nữa thấy không. Và bán đồ ăn hải sản tươi. 6 giờ đóng cửa. Chút nữa về ghé đây mua lại. Đoàn tươi không? Cá bóng mú còn lõi trong hồ luôn à. Tôm đồ ghẻ, tôm tươi không? Kế bên là tiệm bán vịt quay heo quay. Nói tới vịt quay heo quay là tàu là đứng đầu rồi, còn gì phải nói nữa. Quá ngon luôn đúng không? À. Đó, kế bên tiệm hải sản nãy đó là vịt quay heo quay. Đó, vô người ta bán heo quay, sườn quay, xá xíu. Chim cút quay, vịt quay, lạp xưởng, chân gà, phèo, bao tử, đùi gà chiên,
chim chằn chịch hay là chim nước gì đây không biết. Con bự hơn. Còn này trong này bán thịt. Cái tiệm bán đồ chợ kia thì là những cái đồ hải sản khô, chim khô lớn dễ sợ không? Rồi yến đồ này kia cũng bán trong đó luôn. Đây là góc đường Pacific với lại Stockton ở San Francisco. Khúc này là nhộn nhịp nhất, ngay trung tâm của Chinatown. Ai đi xuống đây nhớ đi tới cái đoạn đường này, góc đường này. Giờ là khoảng chừng 9 giờ 10 giờ ha. Pacific and Stockton. À, đây là sầu riêng, trái nào trái nấy cũng bự lắm á. Cũng ở San Francisco luôn. Chỉ có 2 đồng 99 cent một bao thôi. Cái vậy thôi, 69 cent. Cũng bự á. Khoai lang bự 99 cent một bao. Cà bí đỏ. Okay. Nhãn thì 3 đồng một bao. Cái này trái gì đây không biết. Sabuche. Đây là chiếc xe đi giao hàng cá. Cá tươi. Đây cũng là một gian hàng cá tươi khác. Oh wow. Cái này cá gì đây không biết. Mình quá trời bự luôn. Cá diêu hồng. Cá diêu hồng. Cá diêu hồng. Wow, very good. Yeah, gà nhà bản số Texas đây. Đang đi San Francisco. Trên đường Lombard. Chạy một mai rưỡi nữa sẽ tới bờ biển nơi câu cá. Đường xa dặn quá. North Carolina. Ở đây là cái nơi du lịch của khắp nơi trên thế giới tới. Cho nên không có không có gì là lạ. Texas. Đến I saw another Texas. What, was that New Mexico? Yeah, I think it is. Mexico. Theo như này mấy trăm đô đem là chuyện thôi. Mắc nhất nhì. Ở nước Mỹ. Hai bờ, bờ đông bờ tây. Bờ đông thì có New York. Bờ tây thì có San Francisco. Mày vừa tới. May mắn có chỗ đậu xe. Nãy đi ăn ở trong chợ đào thao của Chinatown rồi. Thì ra ngoài này hơi trễ. Đây là cận cảnh của cầu Golden Gate. Thấy người ta đang sống bên đây, sóng gió nhiều. Người ta có nhiều người mặc đồ vô chơi surfing, có nghĩa là lướt sóng. Wow, họ đợi sóng to để họ lướt kìa. Dạ. Ở chỗ đó là cái cầu chút nữa mình ghé mình fishing đó, rất là nhiều người fishing. Ở chỗ này là khu được nhiều người tới chơi. Đó, ở đây là xe mình đang đậu. Ở bên đây là dãy núi. Ở trên đó người ta nhìn xuống cũng phong cảnh rất là đẹp. Ở lên trên đó cũng được. Đây là bao quát của một cái góc cầu San Francisco. Đa phần thì mình ở phía bên kia, lúc trước với bên kia chụp hình qua. Đó, ở phía bên đó chụp hình qua. Còn bây giờ là mình ở phía bên đây. Hướng bên đây cầu của Golden Gate. Thì chỗ đó là chỗ câu cá đây nè. Ở đằng kia là cầu 80. Rồi bây giờ chuẩn bị hạ xe đạp xuống để mà đi vòng vòng chơi. Wow, mát, gió mát nhưng mà chút nữa sẽ lạnh đó. Thêm một vòng nữa trước khi đi đây. Rồi thôi tắt. Đang chạy dọc bờ biển đây, đang đạp xe đạp.
Đó, mình đi tới chỗ câu cá. Wow, look at, người ta đi câu cá kìa. Giờ chạy xuống dưới. Còn người ta câu kìa. Bao nhiêu cần câu. Câu mồi giả, mồi thiệt thì tùm lum hết. Vui không? Chỗ đi câu cá. À, người ta có thể xuống đây câu cũng được, nhưng mà ở dưới này có đá nhiều. Tại vì người ta câu trên cái cầu này thì hay hơn. À, đây là một tiệm bán cà phê. Rất là đông người đi xe đạp ghé vô đây uống cà phê. Rồi mình sẽ đi vòng vòng tuốt trong đó. Bye trail. Và đây là một cái chỗ picnic dọc theo cái đường bike trail của bờ biển. Người ta chạy bộ, đạp xe đạp, ăn đồ ăn, đủ thứ hết. Ở trên kia là freeway, nãy mình đi ngang qua đó, cái đó là 101 đó. Mình cũng có thể đạp xe đạp bên phía bên đó. Bên đó thì đường xi măng, bên đây là đường cát đá. Nhưng mà nếu mình chạy bên đó thì gần quá, mình không có nhìn thấy được. Ở chỗ đó họ bán cái gì ta? À, cà phê, nước uống thôi. Tiếp tục đạp đi, đạp cho vui. Đây là Free Wednesday Wildlife Park Beach. Được đậu xe miễn phí bữa thứ tư. À, đó, dân tộc mình đây. Rồi, bây giờ mình chạy đua theo. Sorry, mình cầm cái gimbal theo thì nó bự quá, không gồm ghề. Còn mình cầm cái tay không thì đi nó hơi rung. Nhưng mà chỉ quay cho giữ lại kỷ niệm thôi. Mọi người coi, ai coi thì đừng có nói rung quá. Ở dưới đây thì đương nhiên có những bãi cát để cho người ta tắm rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ là tháng 6. Ủa, đầu tháng 7 chứ. Đầu tuần của tháng 7 cho nên nước vẫn còn lạnh lắm, đâu ai tắm được. Xuống dọc nước là thôi cũng rung rồi. Nước sông ngày hôm qua mình đi là cũng lạnh lắm rồi. Đừng nói chi nước biển. Nước biển là thôi rung luôn. Nên đâu có xuống dưới. Bây giờ nhiệt độ ở dưới này hả? Có sáu mấy à? Sáu mấy độ F á. Giờ quay lâu quá. Con Út của mình á, nó chạy tuốt đằng kia rồi. Bây giờ mình phải đuổi theo tụi nó mới được. Ôi chù chà, nó đạp nhanh ghê luôn á. Đây là cô gái miền Bắc đi bán đá cục, đi delivery, đặt xe thầu đi delivery. Xe đó của người ta có phô đó dù. Bữa mình đi RV camping, nó có camping water, nó có bán mấy trăm nhiêu, 200-300, nhưng xếp lại được bỏ xe, nhưng mà không quan trọng. Cũng vui, hồi nãy vui ha, hồi nãy ở đây không biết ai già ai trẻ, hai anh chị già tóc bạc trắng hết trơn hùng nhau. Ủa không phải, lộn, không phải, cũng đầu nhau chụp selfie, nói lộn. Đây cô gái miền Tây mà giả miền Bắc nè, đạp xe đẹp không trời ơi, đằng sau giống như pro luôn á. Đằng sau thì mang cái backpack, đội cái nón bông trắng ha, ở đằng sau thì cộ thêm một cái container để mà chứa đồ lạnh nữa. Mà cái xe đạp đẹp chứ bộ, ngầu luôn á. Còn Út thì khỏi nói rồi, Út là ngầu rồi.
You're on the video. Ở dưới này đa phần người ta đi xe đạp á, là xe đạp mướn không ạ nha. Hỏi thử coi 5 người mà 5 chiếc xe đạp mướn á. Mướn xe đạp không á, khẩm tiền luôn, $100 á. À, xe đạp mướn không ạ. $90% đi xe đạp mướn. Rồi, đây là một bãi biển, người ta gọi là beach. À, ở dưới này người ta chơi nước này, nước biển nha, nước trong lắm, cát nhiều nhưng mà không ai tắm hết. Con chó nó bơi thôi, tưởng đâu người ta tắm, nó lạnh lắm. Cái bà đó, bà mới té, nó đạp xe đạp mà dừng bất thình lình, xe đạp nó cấn mà dễ té lắm. Đi rồi, đi bộ. À, mấy cái chiếc scooter kia cũng có người để cho mướn á. Ở thiên vương thì quá trời luôn. Thiên chí, tinh thức này. Time for drink. Time for drink. Nước ngọt deliver tới đây. Pepsi, Pepsi, Dr. Pepper. Rồi mình xe, mượn miếng. Trời ơi, vợ tôi nó khen phụ nữ đẹp chết tôi rồi. À, tưởng đâu nhìn anh nào nói đẹp mới ghê. Cái này nhìn em nói đẹp mới ghê. You park wrong way. Yeah. Uống miếng nước đi con. Uống miếng nước cho tỉnh táo. Rồi còn nhiều để đi hết. Lại một ngày nữa khiến mọi người canh tiền, đó là đi chơi nữa. Rồi. Đây, chính mình đây đang vòng vòng quay phim. Nãy giờ mình chưa lên màn ảnh, bây giờ mình lên màn ảnh rồi. À. Chút nữa mình sẽ đi tiếp. Cái đảo này giống như mặt trăng, còn San Francisco thì giống như trái đất vậy. Trái đất xoay vòng 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 cũng gặp mặt trăng. Nãy giờ mình đi vòng 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 cũng thấy mặt trăng. Đây là cái ngọn hải đăng. Xung quanh đây, đây là những cái câu lạc bộ du thuyền. Nó gọi là Yacht Club. Nhiều câu lạc bộ du thuyền ở đây. Đây mình đạp xe đạp được tới đây là, nhớ không, nhìn thấy cái bảng số 2. Cái chỗ cái này gọi, cái địa điểm này gọi là, người ta đang chụp hình. Có người đang cầu. Cầu ở dưới. Ha ha ha. Ai 7 minute moment. Fitness miễn phí. Tập thể dục miễn phí ngay tại công viên luôn. Đó. Chết cha, đi ngược chiều. Hai chó. Vui. Thành phố San Francisco. Ice cream dạo. Rồi sau khi đạp xe đạp, nãy giờ tới được đây, ghé nhiều trạm. Chỗ này nó nổi tiếng về chocolate. Ở chỗ này mình cũng đã thường đi qua rồi.
thì từ chỗ mình đậu xe tới chỗ này, dưới cầu Golden Gate tới chỗ này đi xe đạp 3.2 mai dọc theo bờ biển. À, cái pier đằng trước nữa kìa, cái pier đó cũng câu cá được á, chút nữa đi ngang qua đó còn thấy sao. Đang dừng lại uống nước chocolate, ăn cà rem. Coi người ta ngồi nè, quá trời luôn. Ngoài ngoài trong tiệm ngoài luôn, tiệm này bán có tiếng đắt vô vàng. Rồi ice cream time. Ice cream time, nước chocolate nữa. Hot chocolate. Trời lạnh, nước xe lạnh lạnh này uống hot chocolate. Tiên chế cầm lên đi, tiên chế. Milk chocolate. Mọi người cái. Bữa nay ngày lễ, tuần cuối tuần của ngày lễ vẫn còn, cho nên mọi người đang bán đồ kỷ niệm, souvenir, sale lên rồi. Chút nữa đi qua bên đó coi người ta bán gì. Chút nữa cũng đạp xe qua cái pier đó. Ta cũng đi xuống nhất được. Ở San Francisco chỗ nào cũng có tiếng tàu ở đó, xe gác cũng có chữ tàu thay vì chữ mẹ giống như bên Texas. Đây là bên trong miếng chocolate vừa mới mở ra. Chocolate này ngon, ngon. Kẻ qua người lại nghe nhạc là nhảy thôi. Fly Wheel Taxi. Ăn hết rồi, chóc đẹp này ngon thiệt. Thấy hai bà đó hôn mới hôn nhau. Rồi Art Street với lại souvenir. Art Street and souvenir. Giờ đang trên đường chạy xuống Pier 39. Chỗ này là Fishman Wharf. Tiệm donut bữa hổm vô nè. Nhiều người đi bộ đi xuống phố chơi vui quá. Chỗ đó có người câu cá hay sao? Qua bên đó coi bán nhiều anh. Xe đạp thì được ưu tiên, chạy vô tư. Xe hơi phải nhường xe đạp ở đây rồi. Đi bộ thì trên hành lang, chạy xe đạp chạy dưới. Street show nhiều lắm, ở dưới này street show chỗ nào cũng có. Xiếc cũng có.
cả gần người. Bên đó là Applebee, Believe in or Not, Rayleigh, Believe in or Not. Này chỗ Fishman Wharf. Đây xe điện. Cái đợi xe đó nó quẹo. Những cái tour bus à. Đường xá sau mình á giống như Việt Nam vậy á, người kéo đi bộ người qua cũng có tôn trọng luật, nhưng mà tourist á là cho nên đi thoải mái vô tư luôn. Xe hơi thì nó tránh xe đạp, mà xe đạp thì tránh người đi bộ. Có nhiều rồi. Ghé qua. Nhớ cảnh Việt Nam quá ha. Giống Việt Nam quá phải không? Traffic, người này muốn đi hướng này, người kia hướng kia, đi hướng kia. Lõn cào cào luôn. Đông quá. Uống đi. Wow, những cái mái tàu. Trục tàu ngày xưa nè, giờ trở thành history rồi. Biết cái bộ phận này bộ phận gì không? Để kéo cái neo lên trên tàu bự. Dễ sợ. Chiếc tàu này giờ đem lên để làm kỹ vật. Đây là chiếc tàu á, Thiên Chí. Dạ. Dạ, boat house. Build 1890. They build 10 years. Ok. À, có bán vé tàu đi nữa nè. Vé tàu đi đâu đây không biết. Tàu dễ sợ, dài 156 feet, chia làm qua khoảng chừng 32 mét, dài 32 mét, tính theo Việt Nam 32 mét, 1 mét 3 feet. Giờ bán vé đi tàu bờm chơi, ai mua vé xong chở đi tàu. Tàu này có nhiều năm dễ sợ không? Build năm 1895, hơn 100 năm rồi đó Thiên Chí. Wow, that's the price. Go where? Places, explore.
chocolate bên kia. Đó, chandelier. Gigadi là chứ không phải chandelier. Historic Park của những chiếc tàu. Đi, mình theo cruise mà. Một cái pier khác ở dọc bờ biển của San Francisco. Bây giờ chạy vô chổng coi cái pier này ngay sao. Municipal Pier. Fish bike kìa Thiên Chí. Mình hất. So we got fish bike. Go up. Mình đã kiểm tra trên mạng rồi, những người câu cá ở cái pier này là không có cần có license câu cá. Cũng có bắt đầu có người câu.
good exercise. Cái chỗ nãy đạp xe ra ngoài á, tuốt ngoài đó. Bây giờ đang lên dốc. Cũng sẽ xuống dốc bộ á. Dốc cao quá. Đây cũng có người cầu nữa. Thấy cái vị trí không? Nó lớn hết rồi, nó tự động nó đưa anh đi hết trơn. Đi xe đạp, đạp xe xuống dưới được hết. Không biết Việt Nam có cái loại máy bay, ủa, cái loại xe đạp mà giống chiếc máy bay đạp 4 người vậy không? Rồi bây giờ mình đã về được tới đây rồi. Càng về chiều, về trưa thì nhiều người đi hơn, tại vì trời nó ấm lên tí xíu nhưng mà gió vẫn còn hơi lạnh. Nhiều người ra bãi cát chơi nhiều hơn. Đó vẫn còn picnic. Thảo Uyên nó mệt rồi, Úc mệt rồi. Đạp như vậy là xa lắm đó nha. Hôm nay thủy triều, không biết đặc biệt ngày hôm nay nước rút quá trời luôn. Thủy triều xuống cho nên nước cạn quá trời. Ủa, sao đâu thấy người quen quen? Ồ, người quen. À, người quen nói được tiếng Việt kìa. Chào hỏi thăm ơi. Hello, how are you? Nice to see you again. It's very thirsty. Không? Muốn ngồi hả? Rồi, cha con tụi này đang tới nơi rồi đây. Giờ con cá này.